Rồi trong cái video này thì tôi thách tất cả những cái anh em nào mà có thể nhảy dây 10 phút mà liên tục không nghỉ. Nếu mà các bạn mệt với các bạn có thể nghỉ từ 5 giây tới 10 giây. Rồi anh em nào mà chấp nhận cái thử thách này của tôi á thì hãy bấm like cái video này. Sau đó anh em hãy đăng cái video mà anh em nhảy được giống như tôi, hoặc là anh em cảm thấy mình nhảy hơn tôi, thì anh em hãy đăng lên cái nhóm cộng đồng trên Facebook của tôi để chứng tỏ rằng là mình hơn tôi. Ok, thử thách bắt đầu nha. Nhảy dây 10 phút không nghỉ. Thank you.
Trời, mấy mới có 7 phút tiếp. Đây là cái lúc mà chúng ta vượt qua giới hạn của lên. Nghỉ 50 giây thôi mấy bạn nha. Thôi, 1 phút nữa. Thank you.
Rồi nói chung khá là thấm. Anh em nào mà làm được á thì hãy đăng lên nhóm của mình nha. Rồi anh em nào ngon thì đăng lên, đăng lên thể hiện, nhào vô kiếm ăn. Ok, thì cái video này là để thách thức. Thách thức là không phải là mình chỉ trâu nha các bạn. Thách thức là mình để cho anh em có một cái phong trào tập luyện mạnh mẽ, trâu chó. Rồi vô. Anh em nào mà nhảy hơn mình á thì hãy đăng clip lên để thử thách mình nha. Anh em đây có thể đăng 12 phút hoặc là 15 phút hoặc là 20 phút nhảy liên tục là anh em có thể hơn mình rồi. Ok, thách thức thể anh em luôn. Bước vô, nhào vô kiếm ăn.